Xin chào mọi người. Hello, xin chào các chị em. Giờ này có ai còn thức không? Hello, xin chào mọi người nha. Cho con ngủ xong bây giờ mới live stream được đây. Bởi vì thật ra là ngày hôm nay nhiều chị em hỏi về cái sản phẩm này lắm. Nhưng mà thật ra là cũng đúng rồi, lâu lắm là em không có like. Cứ chủ quan là nó là sản phẩm hot rồi nên là cũng ít like đến. Hello, xin chào mọi người. Ai đang xem được like của em thì vào đây chấm cho em xin một chấm nhá. Hello, xin chào mọi người. Hello. Xin chào chị Trái Trúc nha, em chào chị. Chị ơi thức khuya vậy ạ, chưa ngủ à chị? Chị chưa ngủ ạ? Hello mọi người. Tình yêu nào mà vào like rồi thì chấm cho em xin một chấm nhé mọi người ơi. Và nhớ là nếu như các bạn search cái live stream này, Quỳnh sẽ tặng một phần quà cho người chia sẻ live stream nhiều nhất, một phần quà vô cùng giá trị nhé. Còn tất cả các bạn khi mua sản phẩm trong live stream ngày hôm nay, một nốt chia sẻ khi mọi người chia sẻ cái live stream này sẽ được giảm 10% trên trong like ngày hôm nay. Đó, 10% là hơi bị nhiều đó các chị em ơi. Đó nên là chị em nào chia sẻ like thì sẽ được hưởng ưu đãi đó nhá. Thì thật ra là ngày hôm nay Quỳnh tư vấn về cái siêu phẩm mà Quỳnh nghĩ rằng chắc rất là nhiều chị em biết đến rồi, bởi vì nó là cái siêu phẩm hot nhất nhà Quỳnh cũng như là siêu phẩm hot nhất của Linh Hương rồi, đúng không? Chắc chắn một điều là ai cũng biết đến siêu phẩm này rồi đó. Thế nên là để mà nói về sản phẩm này thì không còn, mọi người không còn xa lạ nữa. Nó là một cái sản phẩm mà Quỳnh phải nói là nó là dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh. Nó là dung dịch vệ sinh bởi vì nhiều bạn khi mà Quỳnh gọi là gel sẽ khít, mọi người không hiểu là cái gì. Chính xác, nó là dung dịch vệ sinh, nhưng mà nó khác với tất cả những loại dung dịch vệ sinh khác trên thị trường. Đó là nó được sử dụng công nghệ tràn tế bào, là một cái công nghệ mà được đưa vào trong cái ngành làm đẹp, thu nhỏ cô bé từ trong các cái ngành thẩm mỹ từ năm 2019. Thì thật sự là cái công nghệ tràn tế bào này nó giúp cô bé có thể tái tạo cơ cô bé, tức là nó giúp cho cô bé cái cơ cô bé se khít lại ngay sau khi rửa luôn. Thế nên là khi mà Quỳnh gọi bằng gel se khít, nhiều bạn không hiểu đó là sản phẩm gì, thì nó là siêu phẩm gel phụ khoa. Nó là cái siêu phẩm mà Quỳnh phải nói là dường như là tất cả những bạn biết đến Linh Hương thì những bạn nào mà biết đến Linh Hương thì đều biết đến sản phẩm này và đều đã trải nghiệm sản phẩm này rồi. Hoặc nếu như các bạn chưa trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn cũng đã trải nghiệm cái mẫu mã cũ của nó, đúng không? Cái mẫu mã cũ của nó là màu xanh, nhưng mà nó khác. Phiên bản mới này thì nó khác ở một chỗ là sử dụng công nghệ tràn tế bào. Đó là lý do vì sao mặc dù là giá thành vẫn vậy nha, nhưng mà cái công nghệ của nó thì lại hiện đại hơn rất là nhiều, đúng không? Còn một cái vấn đề nữa mà Quỳnh khẳng định rằng các bạn không thể tìm được ở đâu có cái sản phẩm giống như vậy, đó là nó có thể điều trị viêm cực kỳ nhanh.